Rồi Pháp Anh xin chào tất cả anh chị em bà con nha. Hôm nay Pháp Anh giới thiệu cho anh chị em một chiếc xe Camry. Xe Camry mà gọi là xe cọp luôn ha. Xe này thì đang được bày bán tại Sài Gòn ha. Và Pháp Anh thì đang có mặt tại Akari, khu đô thị nơi mình ở ha. Thì xe mình đang xếp ở đây cũng rất là nhiều. Tút tút phía bên kia cũng cả 5-6 chiếc nữa kìa. Tại do bãi bên kia rất là chật rồi ha. Và hiện giờ bên này đang có 2 chiếc, một chiếc này với chiếc sau nữa. Ở chiếc sau là chiếc xe loại xe bình dân của Bắp cho nên là không có review lên. Và anh chị nào thích mua thì cứ đến trực tiếp thôi ha. Thì hôm nay cái review chính của mình là chiếc xe Camry. Thì Camry này thì anh chị bà con hãy đi một vòng xem thử về chiếc xe này ha, về chất lượng của xe luôn. Một con xe cực kỳ cọp luôn. Màu xe rất là đẹp. Động cơ thì dòng này là 2.4 ha. Đây nó là dòng Camry. Đi rất là sướng và rất là chất luôn anh chị ha. Xe này thì không có một cái dấu nào mà chầy xước hoặc là bị lỗi gì anh chị nhìn thấy nè. Xe được chủ giữ rất là kỹ. Thì anh chị biết rồi đó, những cái dòng Camry này thì nếu mà mình đã chơi thì là chơi, gọi là chơi những cái xe chất thôi. Vỏ thì còn khoảng cỡ 60-70% nha. Vỏ 70%. Mâm thì là mâm đúc. Bên trong thì bên anh em mình đã cho dọn sơn ha. Nước sơn thì không có chỗ nào xấu hết anh chị ạ. Tất cả luôn chị, bóng lưỡng soi gương được luôn ha, và dưới này cũng vậy nữa, rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ cho anh chị xem về cái cốp sau một chút xíu ha. Nhắc cái cốp lên nha, cho anh chị xem cái cốp xe chiếc Camry này để bà con mình sẽ xem. Đây là cái camera ha, đây cốp, đây cốp zin luôn. Em tắt cho mình cái nhạc đây quý. Chất lượng của nó anh chị nhìn thấy nó đã ha. Anh chị nhìn thấy cái zin ha, đèn này. Xe thì hiện đang nổ máy luôn ha, rất là đẹp. Chị ạ, cái đây là cái độ của xe ha. Và đây là cái thùng bọng của xe này. Anh chị nhìn thấy không? Sắt của nó còn gần như là mới luôn ha. Những cái này là những cái bột chét của hãng chứ không phải là mình chét đâu nha. Nhiều anh chị cứ nhìn thấy đây nó mới thì cứ nghĩ đâu là mình chét, nhưng mà thật ra là nhà hãng người ta chét rất là xấu. Phía bên này các bạn ha. Chị nhìn nè ha. Mình hãng đi. Phía bên này anh chị nhìn thấy không? Rin ha, rin nguyên ở đây nè, tất cả luôn. Mình sẽ cho anh chị xem cái phần gầm một chút xíu ha. Đây, đó, cái bô anh chị nhìn thấy còn nguyên ha, và cái dưới này anh chị nhìn thấy này, cái sắt này ha. Tuy mình không có dùng hóa chất rửa cái gầm và không có phun gầm, mình muốn để zin như vậy đúng không ha. Nhưng khi mà mình phun lên mình xịt mới vô thì nó mất chất đi, thay vì mình để vậy nhưng mà nó vẫn là rin ha anh chị ha. Vỏ đây ha, vỏ này người ta dùng cái vỏ gì nè, Biritan ha, cái hiệu nói chung là rất là lạ mình không có ha, nhưng mà nó còn rất là ok ha. Sùng chỉ này còn zin nguyên anh chị ha, sùng zin bên trong nguyên. À, vỏ trước là vỏ mới luôn em. Em mới thay luôn. Chị nhìn thấy những cái nút không? Mình sẽ đưa chế độ gần để chị nhìn thấy rõ ha. Đấy. Là nhìn biết cái chất lượng của xe ha. Đó, anh chị nào ví dụ như là tín đồ của Camry thì hãy liên hệ trực tiếp bên bộ phận bán hàng ha. Số điện thoại 0988 11554 ha. Hoặc số điện thoại 0777 5522. Gặp trực tiếp anh em nhân viên tư vấn cho bà con nha. Sàn này thì anh chị thấy nè, người ta lót hết rồi ha, 5D. Anh chị không thích thì anh chị bỏ ra, cái da vẫn còn nguyên luôn ha. Da trên xe, nội thất bên trong rất là sạch và đẹp anh chị. Thank you.
bấm thôi, rồi cái da này rất là mới luôn. Mình sẽ, anh chị nhìn thấy không, xe này là kính chống nóng người ta dán nè, nói chung này cũng mới dán cho nên là cái màu nó còn, là nếu mà một chiếc xe mà dán kính lâu rồi là nó sẽ bị mờ giảm bớt đi ha, nên là xe này anh chị mua về không cần phải làm một cái gì luôn. Cái dòng Camry này động cơ nó lớn mà chứ thật ra là nó không hao xăng nha. Nhiều lúc mà Pháp Anh cứ nghĩ ra là khoảng mười mấy lít, 12, 13 lít hoặc 14 lít. Nhưng mà nhiều anh em bình luận comment bên dưới, có một cái video lâu lắm rồi Pháp Anh đăng lên thì người ta kêu khoảng 9 lít, 10 lít. Rất là ít, nói nhiều khi không tin luôn á. Nhưng mà cái video này nếu mà Pháp Anh đăng lên vậy, sẽ có nhiều anh chị và những cái tín đồ người ta chơi xe ha, người ta chơi cái dòng xe này thì người ta cũng sẽ nhìn thấy ha, ta sẽ biết được là và họ sẽ bình luận và anh chị sẽ biết được cái chất lượng của cái Camry này như thế nào. Chạy thì Camry này thì không có gì bằng rồi, nó là một xe dạng đẳng cấp rồi, màn hình thì được màn hình xịn luôn chị, màn xịn luôn ha. Và những cái nút và những cái chức năng của xe này anh chị nhìn thấy rất là rõ ràng và rất là đẹp. Những cái nấc gập gập này nó còn rất là ok ha. Đó, số này. Mình muốn quay chi tiết như vậy để cho anh chị nhìn thấy rõ ha. Tại vì cho anh chị biết là cái xe này cái chất lượng rất là tốt. Còn nếu mà mình quay mà mình sơ sài hoặc là mình quay xa xa ra thì nó là cái chất lượng hình ảnh nó khác đó rồi. Thì mà còn đây là mình biết là mình muốn cho chi tiết cho anh chị thấy là cái chi tiết của cái xe này rất là chất lượng luôn. Trần thì bằng nỉ ha. Ghế chỉnh điện đầy đủ ha. Xài rất là tốt. Rồi, Quang Bình giúp anh nhấc cái capo lên để anh xem cái máy của chiếc xe Camry này như thế nào ha. Rồi, cái chỗ nhấc cốp thì nó nằm ở phía đường trước ha. Rồi, em Quang Bình nhấc lên nhấc anh kia. Cùng chỉ zin nguyên ha, chị nhìn thấy không, lên rất là đẹp. Anh nghĩ nó gọi sao, anh chị nhìn thấy không, cái xe này thì chất lượng của nó rất là tuyệt vời. À, cái dòng này cái hộp não nằm đây anh chị này, cho nên là cái xe dòng Camry này anh chị không được rửa nước, dội nước ở đây thì nó sẽ bị lỗi cái hộp này là rất là tiêu ha. Nhưng mà mình nghĩ là nhà hãng người ta sản xuất ra, người ta thiết kế thì chắc mình nghĩ là nó cũng phải chống nước như thế nào ha, chứ nó nằm như vậy mà nước khi dội vô hay là gì thì không biết thì nó sẽ hư liền ha. Nhìn thấy phần đầu là không có dấu bị lỗi, cái cây dằn anh chị nhìn thấy xuống dưới cũng không có dấu đâu luôn ha, từ cả bên trong các bạn nhìn xuống không thấy gì hết, mặt máy bên trong rất là sạch anh chị nhìn ha, rất là sạch khô ráo ha. Phần đầu này, xe này là cam kết với anh chị luôn, không có dấu bị đâm đụng hết nha. Anh chị mua cái xe này anh chị an tâm luôn, về chỉ việc đi thôi. Sùng chỉ nó thôi, sùng chỉ đi nguyên thôi. Máy anh chị nhìn thấy nó nổ, rất là êm luôn. Mình để sát luôn cho anh chị nhìn nghe cái tiếng máy ha. Rất là êm và đầm luôn. Đây là cái thắng ABS. Cho anh chị xem cái máy này. Cái máy này tuy người ta có làm rồi nhưng mà cái máy rất là chất lượng nha anh chị. Cái máy này anh chị mua là đi khoảng 5-10 năm cũng chưa phải đụng tới cái máy này. Nhớ thì bên mình, khi mình lấy về bên mình đã thay mới đó ha. Và đây là cái nhớt trợ lực nha anh chị. Nhớt trợ lực. Lâu lắm mà mình mới quay được một chiếc con Camry, Camry mà dạng cọp luôn. Và anh chị nào mà có sở thích
đam mê Camry thì hãy liên hệ trực tiếp cho bên bộ phận bán hàng nhé. Xe mang 51K18012 ha. Xe này thì đang đứng tên ký ủy quyền nè bên Pháp Anh rồi, cho nên anh chị nào mua hoặc ở Sài Gòn này cứ liên hệ trực tiếp để được anh em bộ phận nhân viên tư vấn cho anh chị ha. Hiện giờ trời đang bắt đầu sập tối rồi, anh chị nhìn thấy rồi, 6 giờ 12 phút rồi ha. Mặt trời thì nó cũng đã xuống núi hết luôn rồi ha, do cái khu vực cái bức tường này nó che nữa, nó đâm ra là sẽ bị ánh hạn xe hạn chế ánh sáng, cho nên là mình quay mình bật chế độ lát, mình muốn cho nó rõ từng cái hạt mịn luôn này, để cho bà con nhìn rõ hơn ha. Để bà con ở xa có thể là ví dụ như thấy xe này đẹp quá, Pháp ơi để cho anh, hoặc là chờ bên anh em có thể là bà con ở xa có thể chuyển cọc chuyển tiền, bên Pháp Anh có thể là bàn giao luôn cho anh chị ha. Ở mấy cái nách này rất là sạch và đẹp. Và đây là nó có những cái nút chế độ ghế nè. Nút chế độ ghế. Đó, đây là một con Camry 207 giá 385 triệu ha. Gió rất là mạnh hiện giờ ha. Không biết là mình quay âm thanh nó có bị sồ không ha, nhưng mà mình thấy gió rất là mạnh. Thì bây giờ cho anh chị xem cánh cửa phía bên tài luôn ha. Đây, anh chị nhìn. Rất là chuẩn đó. Và cái chất lượng chiếc xe này anh chị nhìn thấy, đây anh chị nhìn thấy những cái vô lăng, nhìn thấy này thôi biết là cái xe này km đi rất là ít luôn ha, bấm lên xuống rất là nhạy. Và cái nút, những cái nút anh chị nhìn thấy không? Lâu đời rồi nhưng mà nó vẫn còn ok ha. Và phía bên trong dưới gầm, dòng này thắng thì nó bằng thắng chân ha, thắng chân. Đó, sàn thì rất là ok luôn. Xe thì hiện đang nổ máy luôn anh chị, km đi rất là tuyệt vời luôn. Đây, Pháp Anh sẽ cho anh chị xem km một chút xíu ha. Rồi, 148 948 luôn ha, auto đó. Rất là ít. Mình nhìn mấy cái này thì mình biết là cái xe đi nhiều đít rồi ha. Nhiều chiếc rồi nó sẽ mòn hết luôn. Đó, như chiếc này anh chị nhìn thấy không? Đó, còn rất là nhiều ha. Cái nút thường người ta bấm kèn, bấm kèn nó sẽ bị mòn hết, nhưng cái này cái kèn còn rất là tốt ha. Bao da thì còn ok, cái này không phải thay rồi hả? Về chỉ việc đi thôi anh chị. Cái giá này thì bên mình bán thì bên mình sẽ có giảm một chút hoa hồng cho anh chị ha. Đây là cái nút kính bấm gập gương nè. Đó, gập gương ha. Gập gương phía bên này nữa nè anh chị ha. Gương chỉnh điện ha. Tắp bi, tắp lô, màn hình bên trong rất là đẹp và sạch luôn. Nỉ ha. Đó, đây là cái chiếc Camry, cũng là một cái xe chúng của tín đồ của tất cả anh em dòng Toyota ha. Và hiện xe này đang có mặt tại Sài Gòn, và anh em nào muốn mua hãy liên hệ trực tiếp bên Sài Gòn theo số điện thoại 0988111554, hoặc là anh chị nào ví dụ như đang có một chiếc xe rẻ tiền hoặc là một chiếc xe bèo mà muốn đổi thì anh chị cứ chạy cái xe anh chị lên đây, hoặc là anh chị sẽ gửi qua Zalo để Pháp Anh và anh em sẽ chụp hình nha, chụp hình cái xe của anh chị, hoặc là anh chị sẽ gửi hình cho bên Pháp Anh, bên Pháp Anh mà sẽ nhận được, hoặc là bên Pháp Anh sẽ âm thanh rất là chuẩn luôn ha, đã chưa. Mình tắt đi giúp thôi, mình bật nó sẽ đụng bản quyền ha. Thì ví dụ như là những cái dòng sản phẩm xe thì như anh chị nhìn thấy phía bên tay trái của mình ha, đang có một chiếc xe Lasetti này. Ở những xe Lasetti này cũng khách hàng mang tới để bán lại cho mình mà mình đâu dám review này. Tại vì anh chị biết nó bây giờ mình đang bán những cái dòng xe lướt như thế này nè, những dòng xe mắc tiền thôi. Mà bây giờ mình quay mấy cái xe này vô thì mà nó chỉ cần có một tí mục thôi, hoặc là nó bị một tí xíu vậy thôi là người ta đã chửi, mà người ta đã bình luận mình không hay rồi, mất uy tín luôn. Thay vì mình bán những cái xe Camry như thế này thì mình có sẵn những cái xe này, và anh chị nào mà ví dụ như là hiện giờ bãi là đang còn 5-6 chiếc như thế này, giá nó cũng có loanh quanh 100% thôi, nó khoảng cỡ 120-130 thôi là có xe rồi, mà đợi 209 nữa mà mình không dám đăng bán luôn. Và anh chị nào ví dụ như là muốn mua cứ liên hệ trực tiếp cho nhân viên sẽ chụp hình gửi cho anh chị, và anh chị sẽ tới trực tiếp và xem ha. Tại vì cái dòng này thì anh chị biết rồi,
nó tới cái thời của nó rồi, nó cũng bị sụp xịt cái này sụp xịt cái kia rồi đủ các kiểu hết, cho nên là bán ra nhiều khi mà chỉ cần cái kính bấm lên xuống hơi nặng thì người ta cũng nói nè. Rồi ví dụ như cái nút bấm là lâu lâu nó hơi nặng chút xíu cũng nói, nó rất là cái vấn đề khó chịu anh chị ha. Cho nên là thà là mình, ví dụ như là anh chị nào mà có nhà hứng mà muốn mua hoặc là muốn xem thì cứ đến trực tiếp. Anh chị nhìn nhìn như cái nội thất này, em kéo cái nội thất mà nó ra cho người ta xem luôn, cho bà con xem luôn. Nên anh chị thấy không, nó xe rất là sạch sẽ đó, mà bán chỉ có hơn trăm thôi mà cũng không dám đăng lên trên YouTube nữa. Đó, thay vì để vậy anh em nào mua hoặc là anh em nào ví dụ như thích cứ đến trực tiếp bãi ha, sẽ thể nhìn thấy và chạy thử và mua thôi ha. Đó, thôi Phan cũng xin chào và hẹn gặp tất cả anh em. Mà thật sự các bà con ạ, mà bây giờ mà mình bán xe mới này, mình bán xe đẹp như thế này mà những cái xe cỏ này mà mình không thâu lại thì chắc chắn một điều là người ta cũng sẽ không bán mà không đổi. Thì cho nên là bắt buộc một điều là mình phải thu cái xe cũ của họ rồi mình bán xe này cho người ta nữa, thì cho nên là nó sẽ có mua bán và trao đổi. Thì những cái xe cũ sẽ đi về đâu thì Pháp Anh một là sang lái hoặc là giao về những cái tỉnh lẻ nó bán rẻ cho anh em đó. Nếu mà Pháp Anh mua cái giá mà nó đủ cho anh em có lợi nhuận thì Pháp Anh sẽ sang lái, còn ví dụ như là Pháp Anh mua mắc qua thì Pháp Anh để bán khách đó. Thì bán khách thì mình phải bảo hành cho người ta, đó là cái trách nhiệm và cái nhiệm vụ của mình. Thôi Pháp Anh xin chào, hẹn gặp tất cả bà con với những clip tiếp theo nhé. Bye bye.